Ronaldo đã tiết lộ Ronaldinho là thần tượng của anh hồi còn bé và cho rằng việc đoạt nhiều danh hiệu cá nhân hơn không có nghĩa là anh xếp trên cựu danh thủ người Brazil. Giống như nhiều người, huyền thoại của Manchester United đã xem các ngôi sao xứ Samba Brazil tỏa sáng trên sân bóng toàn cầu khi còn là một thiếu niên và có ước mơ cạnh tranh với đàn anh. Ronaldo đã có rất nhiều bàn thắng cho Man United với Real Madrid và cả thế giới đã chứng kiến anh trở thành một siêu sao toàn cầu. Cuộc tranh cãi CR7 và Ronaldinho vẫn được bình luận trên các mặt báo. Vậy thì người thừa kế tài năng của họ, tài năng ra sao? Cùng chúng mình tìm hiểu nhé! Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé! Không phải ngôi sao bóng đá nào cũng có con trai tiếp tục sự nghiệp thi đấu, nhưng một trong số đó thực sự có đam mê với trái bóng tròn. Và có vẻ di sản mà những ngôi sao này để lại trong thế giới túc cầu sẽ được con trai của họ kế thừa, phát huy. Thay vì xem lại những thành tích của họ, hôm nay chúng ta hãy cùng đến với màn so sánh đỏ tài giữa con trai nhà Ronaldo và Ronaldinho, đó là Cristiano Junior và João Mendes. Ở vòng đầu tiên, chúng ta hãy cùng xem hai cậu bé này ai xử lý bóng tốt hơn. Nói thẳng ra, thật khó để chọn ra người chiến thắng trong vòng này. Hiện tại, João Mendes có thể lực phát triển tốt hơn, đơn giản vì cậu ấy lớn hơn 5 tuổi so với con trai nhà Ronaldo. Trên lệch tuổi tác tạo ra một khoảng cách rất lớn, đặc biệt là ở bóng đá trẻ. Ronaldo Junior thừa hưởng rõ ràng phong cách rê bóng từ cha của mình. Tất nhiên, không phải lúc nào những pha bóng này cũng đã tạo nên điều kỳ diệu. Nhưng dù vậy, cậu bé này không ngại gánh vác trách nhiệm trên vai. Đồng thời, Ronaldo Junior cũng có niềm đam mê với những cú sút phạt. Bạn có thể thấy, Junior đã thực hiện thành công một cú sút chính xác khá hiểm hóc. So với cậu bé nhà Ronaldo, João Mendes đang vào thời kỳ phát triển thể chất và cậu đã dành rất nhiều thời gian để tăng cường cơ bắp trong phòng tập. Ở tuổi của cậu, điều này có ý nghĩa rất quan trọng vì cậu sẽ sớm thi đấu ở giải đấu lớn. Nếu mà thể lực không tốt thì sẽ khó mà cạnh tranh nổi. Xavi Simons của PSG là một ví dụ. Anh chàng này đã chẳng làm được điều gì nhiều với dáng dấp như một thư sinh khi mà so với cầu thủ khác. Nhưng sau nhiều lần đổ mồ hôi trong phòng tập, tài năng này đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khác với Cristiano Junior chỉ có thể thực hiện mọi thứ với sự hỗ trợ của kỹ thuật lừa bóng, João Mendes ngược lại có thể tiếp vòng cấm và đưa bóng vào lưới bằng một cú sút xa. Trên trang Instagram của mình, João đã cho thấy hành động này được hoàn thành như thế nào. Ở vòng này, một điểm chia đều cho Junior vì những nỗ lực rê dắt và sút phạt của cậu và thể chất tuyệt vời của João. Ở vòng thứ hai, chúng ta hãy xem các cầu thủ trẻ ghi bàn thế nào vì cả hai đều chơi ở vị trí tấn công. Thi đấu ở cấp độ trẻ em, Cristiano Junior là một cỗ máy ghi bàn thực sự. Rất nhiều phương tiện truyền thông đều tán dương thành tích của cậu bé. Em cho thấy những con số đáng kinh ngạc khi ghi trung bình hơn 2 bàn thắng mỗi trận. Từ khi chơi cho giải nhí tại Manchester, con số này không nhiều như trước, nhưng ít ra thành tích trước đó quả thực là con số phi thường. Ngược lại, João đã im lặng hơn trong vấn đề này. Mendes hiện đang chơi cho Cruzeiro, một câu lạc bộ ở Brazil, nhưng mà có rất ít thông tin về điều này, ngoại trừ những bức ảnh và video hiếm hoi từ các buổi tập. Theo trang thông tin chuyển nhượng, vị trí của Mendes là trung phong hoặc là tiền đạo cánh. Vậy nên, việc ghi bàn là điều chắc chắn, chỉ là không có số liệu về điều này. Nhưng mà nếu màn trình diễn tuyệt vời đến khó tin và bạn ghi được nhiều bàn thắng, thì chúng ta chắc chắn sẽ nghe về điều này ở đâu đó. Vậy ở vòng này, một điểm cho Cristiano Junior và tỷ số 2-1. Thứ chúng tôi muốn nói ở vòng thứ 3 là niềm đam mê bóng đá của các cầu thủ trẻ. Hãy xem ai trong số các chàng trai đã thực sự hòa mình vào niềm đam mê của họ. Người hâm mộ bóng đá có thể cho rằng Chris Junior yêu thích bóng đá hơn đơn giản vì đó chỉ là ý muốn của cha cậu. Nhưng mà phải biết rằng hiện tại, cậu bé đang học tại một trong những học viện bóng đá tốt nhất của nước Anh. Và bà nội của cậu, bà Dolores cho hay, tài năng của Junior thậm chí còn tốt hơn so với cha của cậu khi mà ở cùng độ tuổi. Cậu cả nhà Ronaldo thực sự đang cố gắng trau dồi tại học viện Manchester United.
và gia đình này thường xuyên theo dõi các trận đấu của cậu. Không chắc rằng sau này cậu bé sẽ thế nào, nhưng mà từ nhỏ, Ronaldo đã dạy con trai mình ý thức về thái độ, trách nhiệm với bóng đá và sự cống hiến hết mình trong huấn luyện. Ở bên này, Joe Mendes cũng không kém gì so với cậu em nhỏ tuổi. Gần đây, cậu cũng đã đăng trên Instagram rất nhiều những hình ảnh trong các buổi tập luyện. Chưa biết tương lai thế nào, nhưng mà hiện tại thì thái độ của Joe khác xa so với ông già thích tiệc tùng của cậu. Cậu hoàn toàn đầu tư thời gian để xây dựng sự nghiệp bóng đá cho riêng mình. Ở điểm này, chúng ta chia đều cho mỗi người một điểm. Trong vòng thứ tư, chúng ta muốn so sánh là ảnh hưởng của họ trên các phương tiện truyền thông. Hãy bắt đầu với cầu thủ trẻ Brazil. Cậu có hơn 300.000 lượt theo dõi trên Instagram và anh chàng đã có hợp đồng với thương hiệu Nike. Đó là một khởi đầu không tệ đối với một thanh niên 17 tuổi. Năm 2021, một bộ phim tài liệu ngắn về Mendes đã được phát hành tại Brazil. Như thế thì hình ảnh của Joe Mendes đã quá quen thuộc với giới truyền thông và cậu đã có những người hâm mộ trung thành của mình. Ngược lại, Ronaldo Jr. không có một đội quân theo dõi đông đảo như vậy. Đơn giản vì cậu bé không có Instagram. Mạng xã hội là con dao hai lưỡi và CR7 chưa muốn con mình phải chịu áp lực hay là lo lắng quá mức. Junior rõ ràng sẽ có nhiều người đăng ký hơn để mà cậu được phép sử dụng mạng xã hội. Chỉ cần nhìn số người theo dõi trên trang cá nhân của ông bố là đủ hiểu. Người ta nói yêu ai yêu cả đường đi, Junior hoàn toàn có thể kiếm được 1 triệu theo dõi chỉ trong vài giờ. Điều này đã chứng minh qua việc là các hãng truyền thông lớn nhất thế giới đều viết bài về cậu khi mà cầu thủ này chưa tròn 12 tuổi. Thông tin về Junior đã được chú ý như thể là cậu đã là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp cấp cao nhất. Đoán xem điều gì sẽ xảy ra khi mà ngôi sao nhỏ lớn lên. Do đó, ở đây tiếp tục là một điểm chia đều cho hai bên. Vòng cuối cùng này có vẻ là khó phân tích nhất, bởi hầu như khó có thể dự đoán chính xác hai cầu thủ trẻ này, ai sẽ trở thành một ngôi sao bóng đá và ai sẽ thất bại. Cả hai có thể sẽ tìm được vị trí của mình trên đỉnh Olympus bóng đá, nhưng cũng có thể họ sẽ không tỏa sáng khi đến độ trưởng thành. Mặc dù mọi khả năng đều có thể xảy ra, nhưng mà tổng hợp mọi yếu tố mà nói thì Cristiano Junior có thể sẽ may mắn hơn trong tương lai. Vì sao nói vậy? Trước hết, chúng ta hãy xem xét lại những lợi thế cậu đã và đang có. Junior dường như không cần phải cố gắng để tìm kiếm vị trí khi chơi bóng tại châu Âu, vì cậu đã được công chúng chú ý. Được chơi ở học viện bóng đá hàng đầu, được đào tạo rất nghiêm túc từ khi còn rất nhỏ. Trong khi đó, Joe Mendes lớn tuổi hơn nhưng mà cậu ít được biết đến hơn. Và cậu còn phải nỗ lực hơn nữa để chứng tỏ rằng bản thân xứng đáng chơi bóng ở châu Âu. 1-0 nghiêng về Junior vì lẽ đó. Bây giờ là lúc tính điểm cuối cùng. Cristiano Junior chiến thắng người đàn anh Joe Mendes trong trận so tài ảo này với tỷ số 5-3. Các bạn không cần ném gạch đá quá nhiều đâu, tôi biết. Những gì nói ở đây vẫn còn rất vội vàng vì chúng chưa phải là thứ quyết định tất cả. Không phải cứ sinh ra ngậm chìa khóa vàng mới có thể trở thành cầu thủ vĩ đại. Ngày xưa, N'Golo Kanté chính là minh chứng. Anh trở thành ngôi sao như bây giờ chính là nhờ vào tài năng, tình yêu với bóng đá và khát khao về cuộc sống tốt hơn. Còn bạn, bạn nghĩ sao về tương lai của thế hệ mới này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Cũng đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách like và subscribe nếu mà bạn thích video này nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại!